Xin chào quý bà con nông dân và các bạn. Hôm nay em lên cái hệ thống tưới tự động cho quý bà con mình xem. Hiện tại bên em đang kết hợp với khuyến nông làm tại Phong Điền, Cần Thơ. Hôm nay em làm ở Phong Điền. Thì cái bộ dung tâm hiện tại này là cho hệ thống tưới. Cái bét mà hiện tại đang sử dụng là MK99 120 lít. Như bà con mình thấy ha, cái bơm đang tưới là cái bơm Lebono 3HP. Đường ống cái là 114 và đường hút lên cũng 114. Hai van này và van này là hút phân và mồi nước vào trong bồn. Cái bộ trung tâm này nằm trong nhà nên cái việc mà hút phân nó sẽ bị hạn chế. Có gì nữa là cái phần hút phân này nè, mình sẽ làm cái đầu hút mình chuyển ra ngoài, cái bộ phân nó sẽ nằm ở ngoài. Thì cái chỗ mà hút là từ cái van này mình bẻ co, mình phát con mình đưa ra ngoài thì nó vẫn hút bình thường nha. Trên đây là cái quặng để mồi nước. Cái quặng này dỡ ra được nha, cái này em chỉ làm để em gái vào thôi, quặng này vẫn dỡ ra được đây đó. Còn cái việc mà hút phân á, thì mình lấy cái cây ba tư mình đưa vào đây rồi mình đưa qua bồn mà hút thôi. Còn cái này là để châm nước vào trong bồn phân của mình. Thì trên hệ thống này nè, đây cũng có hai cái van tổng nằm ở đây toàn bộ chôn hết rồi. Thì cái van tổng này là điều khiển cho một pha trong và một pha ngoài. Tổng chiều dài của vườn đang là 300 m. Thì mỗi một van chỉ là quản lý 100 m, 150 chứ. Mỗi van quản lý 150. Tổng hết số lượng bét đang tưới trên vườn là 650 bét. Chia ra hai khu, một khu là sầu riêng lớn như nè, cây này cây to nha. Và một khu là cây nhỏ gì? Là tách riêng biệt ra. Đường ống cái là 114 cây một đoạn, xong rồi giảm về ống 90, rồi ống nhánh là ống 60. Ống nhánh hiện tại là âm xuống mương hết trơn rồi nha. Bên em âm xuống mương hết trơn rồi, không có để đi khơi hết trơn. Đây nè, mà con mình nhìn thấy ha, xuôi ra toàn bộ để đi xuồng rồi nè. Em âm xuống mương hết trơn rồi. Bên đây là cái khu nhỏ nè, tưới này là khu nhỏ là tưới riêng nè, còn bên kia là khu lớn. Khu lớn là tưới riêng. Qua bởi cái bờ đê này nè, bờ đê này là không có đi ống qua nè. Đó, ống nó chỉ dừng ở cái đoạn này thôi. Ống xuôi theo sầu riêng toàn bộ là ống 25 hết và lên 7 ly do bét. Bét là MK99 120 lít đang tưới nè. Đang xay nè. Cái bét này là bét đầu nguồn, còn bét cuối nguồn là nó cũng lệch nhau khoảng 90 á. Nãy mới đi kiểm tra với khách rồi, cũng đi nghiệm thu với khách xong rồi. Em lên video để đăng trên kênh nguồn. Mỗi một hàng gì nè sẽ có một dây 25 xuôi theo cây sầu riêng. Đó, rồi sẽ có hai hàng bét, tức là mỗi một cây sầu riêng nó đang có 3 bét. Đây, 3 bét, 1, 2, 3, cắm theo kiểu tam giác. Nước nổi nè, mới tưới tầm khoảng 15 phút. Rồi, bên đây là có chồng sen thêm măng cục nữa, và măng cục cũng tương tự như luôn, là mỗi một góc 3 bét. 1, 2, 3. Đó, cây măng cục là khoảng 20 năm rồi, cây sầu riêng này thì khoảng 10, này nhỏ tuổi hơn cây măng cục. 17, 18 năm vậy. Rất là to nha. Mặt clip này á là to, trồng 3 hàng sầu riêng nên thành ra là cái lượng bét gãi nó cũng hơi dày. Hai bên đây có hai cái vuông bự, bên kia cũng có một hàng nữa, hàng băng cục kết hợp với sầu riêng. Đây. Nước hiện tại là bán kính, có bét của bán kính. Cái bán kính của bét á là đang là 3 mét. Sử dụng bơm lưu lượng để đẩy. Tại vì bơm lưu lượng nó mới đẩy được cái số lượng bét nhiều thôi. Còn bơm áp thì đẩy được số lượng ít hơn do cái lượng nước của cái bơm áp bị giới hạn. Hàng bên đây là hàng măng cục. Quá trời cây hàng măng cục bự luôn. Cái vuông cũng bự luôn. Bà con mà nhìn ha, có một cái cây kéo nhánh nhang đó, âm xuống mương rồi nè. Để nữa anh khách đến đi xuồng đồ này kia cho dễ vận chuyển hàng rồi đó. Rồi, cái video em đến đây là xin kết thúc nha. Thì quý bà con mình mà có muốn lắp hệ thống tưới hoặc là lắp hệ thống xịt thuốc gì đó, cần tư vấn thì cứ liên hệ số điện thoại trang cá nhân của em. Em sẽ liên lạc mình và hỗ trợ tư vấn cho mình. Và cảm ơn quý bà con mình đã dành thời gian xem video.